Niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Kinh Pháp Cú, chương 33, Niết bàn. Dẫu người ta có thể viết đầy đủ và rõ ràng như thế nào, dù người ta có dùng danh từ bóng bẩy đến đâu để cố gắng mô tả trạng thái vắng lặng của Niết Bàn, danh từ không thể giúp nhận thức thế nào là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cái gì có thể miêu tả bằng giấy trắng mực đen hay nhận thức bằng lý trí. Niết Bàn là pháp siêu thế, chỉ có thể chứng ngộ bằng tuệ giác. Không thể có sự hiểu biết Niết Bàn bằng lý trí thuần túy, vì Niết Bàn không phải là một vấn đề có thể dùng luận lý để thấu đạt. Lời dạy của Đức Phật hoàn toàn hợp lý. Trí thức có thể lĩnh hội đầy đủ các Phật ngôn, nhưng Niết Bàn, mục tiêu cứu cánh của Phật giáo, vượt ra khỏi phạm vi luận lý. Tuy nhiên, suy tưởng về các sắc thái tích cực của đời sống, ta sẽ đi tới kết luận hợp lý rằng đối chiếu với hiện tượng tùy thế, hữu di, sanh khởi, tùy duyên, hiện hữu do điều kiện, phải có trạng thái bất tùy thế mà sự hiện hữu không tùy thuộc điều kiện, vô sanh, bất tử và không phiền não. Chú giải Túc Sanh Truyện có ghi rằng, trong kiếp làm nhà tu sĩ khổ hạnh, Bồ Tát Sumedha có suy niệm như sau. Cũng như mặc dù có cảnh khốn khổ đau thương, vẫn có trạng thái an vui hạnh phúc, cùng thế ấy đã có hiện sinh, tất nhiên phải có bất hiện sinh. Cũng như mặc dù có sức nóng khó chịu, vẫn có sức lạnh dịu dàng mát mẻ, cùng thế ấy đã có sự hiện hữu của ba thứ lửa, tất nhiên phải có Niết Bàn. Cũng như mặc dù có tội lỗi xấu xa, vẫn có cái tốt, cái đẹp, cùng thế ấy, dù quả thật có sự sanh, tất nhiên phải có sự không sanh. Định nghĩa, danh từ Nam Phạn, Nibbana, Niết Bàn, Bắc Phạn. Nibbana gồm hai phần, Ni và Vana. Ni là hình thức phủ định, không, Vana là dệt hay ái dục. Ái dục này xem như sợi dây nối kiếp sống này với kiếp sống khác. Gọi là Niết Bàn vì Niết Bàn là sự dứt bỏ, sự tách rời. Ni ra khỏi ái dục, Vana sự thèm khát, nhục dục. Ngày nào còn bị ái dục hay luyến ái trói buộc thì còn tạo thêm nghiệp mới. Và các nghiệp mới này phải trổ quả dưới một hình thức nào? Trong dòng sanh tử, tử sanh vô cùng tận, đến khi mọi hình thức ái dục chấm dứt, năng lực của nghiệp tái tạo cũng dứt, tất nhiên không còn tạo nghiệp nữa, và ta thành đạt Niết Bàn, thoát ra khỏi dòng sanh tử triền miên. Quan niệm giải thoát trong Phật giáo chính là trạng thái vượt qua khỏi dòng sanh tử triền miên vô tận, chứ không phải chỉ là sự trốn thoát ra khỏi tội lỗi và địa ngục. Cũng có nơi giải thích Niết Bàn là sự dập tắt lửa tham, sân và si. Đức Phật dạy, toàn thể thế gian nằm trong những ngọn lửa. Lửa gì đã nhúng lên những ngọn lửa ấy? Chính lửa tham, lửa sân, lửa si. Chính lửa sanh, lửa già, lửa chết, lửa phiền não, lửa ta tháng, lửa đau đớn, lửa khổ sở, lửa thất vọng đã nhúng lên những ngọn lửa ấy. Nhận định theo một lối, Niết Bàn là sự dập tắt các ngọn lửa ấy. Nhưng không phải vì thế mà có thể nói rằng Niết Bàn chỉ là sự dập tắt các ngọn lửa. Nên phân biệt phương tiện và mục tiêu. Ở đây, dập tắt các ngọn lửa tham, sân và si chỉ là phương tiện để đi đến Niết Bàn. Niết Bàn có phải là hư vô không? Nếu chỉ vì ngũ quan không thể cảm nhận được mà ta quả quyết rằng Niết Bàn là hư vô, là không không, không có gì biết,
thì cũng phi lý như người mù kết luận rằng trong đời không có ánh sáng, chỉ vì không bao giờ anh ta thấy ánh sáng. Trong ngụ ngôn, rùa và cá được nhiều người biết. Cá chỉ biết có nước, nên khi đó với rùa, cá dõng dạc kết luận rằng không có đất, bởi vì có những câu hỏi của cá đều được rùa trả lời là không. Thuở xưa có một con cá, cá chỉ biết trong nước và không biết gì ngoại trừ nước. Một hôm, cá mải mê bơi lội trong ao đầm quen thuộc như mọi hôm, thì gặp lại chị rùa. Hỏi ra thì hèn lâu rùa đi dạo trên đất liền. Cá hỏi: "Chào chị rùa, chị đi đâu mà hèn lâu tôi không gặp?" "Này chị cá, chào chị. Hôm rày tôi đi một vòng lên trên đất khô." Rùa trả lời: "Đất khô à?" Cá lấy làm ngạc nhiên: "Chị nói đất khô, vậy đất khô là gì? Đất làm sao khô được? Tôi chưa bao giờ thấy cái gì mà khô. Đất khô chắc là không có gì hết." Bẩm tánh ôn hòa, rùa nhỏ nhẹ đáp: "Được, tốt lắm. Nếu chị muốn nghĩ như vậy cũng tốt, không ai ngăn cản chị đâu. Tuy nhiên, chỗ mà tôi đi mấy hôm rày, đất khô thật." "Này chị rùa, đâu chị nói rõ lại coi. Đất khô mà chị nói ra làm sao? Giống như cái gì? Nó có ẩm ướt không?" "Không, đất khô không ẩm ướt. Đất khô có mát mẻ và êm dịu, dễ chịu không?" "Không, đất khô không mát mẻ và êm dịu, dễ chịu." "Đất khô trong suốt và ánh sáng rọi xuyên qua được không?" "Không, đất khô không trong suốt và ánh sáng không rọi xuyên qua được." "Đất khô có mềm mại và dịu dàng để mình bơi lội trong ấy không?" "Không, đất khô không mềm mại dịu dàng và mình không thể bơi lội trong lòng đất." "Đất có di chuyển và trôi chảy thành dòng không?" "Không, đất không di chuyển và trôi chảy thành dòng." "Đất có nổi sóng và tan ra thành bọt không?" Cá rất bực mình với loạt câu trả lời không không của rùa. "Không, đất không nổi sóng," rùa thành thật trả lời. Cá bỗng nhiên lộ vẻ hân hoan của người đắc thắng và chen lên: "Thế chưa? Thật quả như tôi đã nói chứ gì nữa. Tôi đã bảo rằng đất khô của chị là hư vô, không có gì hết. Tôi hỏi và chị đã xác nhận rằng đất khô và không ẩm ướt, không mát mẻ, không êm dịu và không trong suốt, và ánh sáng không rọi xuyên qua được, không mềm mại và dễ chịu để mình có thể bơi lội trong ấy. Đất cũng không di chuyển và trôi thành dòng, cũng không nổi sóng và cũng không tan rã thành bọt. Không phải gì hết thì có phải là hư vô không?" Rùa đáp: "Được, tốt lắm. Này chị cá, nếu chị quả quyết rằng đất là hư vô, không có gì hết, thì chị cứ tiếp tục nghĩ như thế. Thật ra, người nào đã biết nước và đất liền rồi sẽ nói rằng chị chỉ là con cá dại dột, và chị quả quyết rằng cái gì mà chị không biết là không có gì hết, hư vô. Nói là hư vô bởi vì chị không bao giờ biết." Đến đây, rùa bỏ cá ở lại một mình với ao đầm nhỏ bé, quay đầu lội đi và suy tưởng đến một cuộc diễn du khác trên đất khô, nơi mà cá tưởng tượng là hư vô. Câu chuyện lý thú này ngụ ý tuy rằng đã có sống trong nước và trên khô, rùa không giải thích cho cá bản chất thực sự của đất, vì cá chỉ biết nước mà cá cũng không thể nhận thức được thế nào là đất liền. Vì chỉ biết có nước thôi, cũng thế ấy. Tuy chư vị A-la-hán đã từng biết thế nào là thời gian và trạng thái siêu thế là sao, nhưng các ngài không thể dùng ngôn ngữ của thế gian để mô tả trạng thái siêu thế, mà người tại thế cũng không thể nhận thức trạng thái siêu thế là sao bằng sự hiểu biết của thế gian. Niết bàn là hư vô, tất nhiên niết bàn phải trùng hợp với không gian. Cả hai, niết bàn và không gian, đều vĩnh cửu và không biến đổi. Không gian là vĩnh cửu vì nó là hư vô. Thực ra, niết bàn ở ngoài không gian và thời gian. Vì sự khác biệt không gian và niết bàn, ta có thể tóm tắt rằng không gian là không, nhưng niết bàn là có. Khi đề cập đến những cảnh giới khác nhau mà chúng sanh có thể sanh vào, Đức Phật có nhắc đến cảnh vô sở hữu xứ
cảnh giới có quan niệm về hư không. Niết bàn là một đạo quả, có thể chứng ngộ niết bàn như một đối tượng tinh thần. Sự kiện này rõ ràng chứng tỏ rằng niết bàn không phải là một trạng thái hư vô. Nếu niết bàn là hư vô, Đức Phật đã không mô tả bằng những danh từ như vô tận, bất tùy thế, vô song, tối thượng, tối cao, vượt ra ngoài, chỗ nương tựa tối thượng, châu toàn, an toàn, hạnh phúc, duy nhất, bất khả diệt, tuyệt đối trong sạch, siêu thế, vĩnh cửu, giải thoát, vắng lặng, vân vân. Trong kinh Udana và Itivutka, Đức Phật đề cập đến Niết Bàn như sau. Này chư tỳ kheo, có một trạng thái không sanh, không khởi phát, không được cấu tạo và không tùy thế. Nếu không có trạng thái không sanh, không khởi phát, không cấu tạo và không tùy thế, ắt không thể có lối thoát cho cái có sanh, có khởi phát, có cấu tạo và tùy thế. Cho sự kiện có trạng thái không sanh, không khởi phát, không cấu tạo và không tùy thế, nên mới có lối thoát cho cái có sanh, có khởi phát, có cấu tạo và tùy thế. Kinh Itivuttaka ghi: cái có sanh trở thành được cấu tạo hữu di, và như thế là không bền vững, trái lại phải chịu sanh và tử. Một sự cấu thành, một ổ bệnh hoạn mỏng manh, một sự sống nhờ vật thực, một sự trở thành không đáng để cho ta thích thú trong đó chút nào. Thoát ra ngoài trạng thái ấy dẫn đến thực tế ngoài phạm vi luận lý bình vững, không sanh, không khởi phát, không phiền não, con đường không ô nhiễm, con đường chấm dứt mọi thống khổ, thoát khỏi lo âu để đến vắng lặng và hạnh phúc. Vậy Niết Bàn không phải là hư vô, cũng không phải chỉ là một sự chấm dứt. Niết Bàn không phải là thế nào thì ta có thể nói một cách quả quyết. Nhưng nếu mô tả chính xác Niết Bàn là thế nào thì ngôn ngữ của thế gian không thể thích hợp, vì Niết Bàn là tuyệt đối, duy nhất, phải tự mình chứng ngộ. Hữu dư Niết Bàn và vô dư Niết Bàn. Khi đề cập đến Niết Bàn, kinh sách thường nhắc đến vô dư và hữu dư Niết Bàn. Trên thực tế, không phải có hai loại Niết Bàn, mà có hai hình thức đạo quả Niết Bàn. Hai danh từ khác nhau để chỉ hai hình thức chứng nghiệm, một trước khi chết và một sau. Đạo quả Niết Bàn có thể thành tựu trong kiếp sống hiện tại. Không có điểm nào trong toàn thể giáo lý của Đức Phật dạy rằng mục tiêu cứu cánh chỉ có thể thành đạt sau khi chết. Đây là sự khác biệt giữa quan niệm về Niết Bàn của người Phật tử và quan niệm của người không phải Phật tử. Về một cảnh trời vĩnh cửu chỉ có thể đạt được sau kiếp sống. Khi đạo quả Niết Bàn được thành tựu trong kiếp sống hiện tiền, nghĩa là trong lúc còn mang thân ngũ uẩn thì gọi là hữu dư Niết Bàn. Lúc bỏ xác thân, vị A-la-hán đạt đại Niết Bàn, không còn vật chất, chừng ấy gọi là vô dư Niết Bàn. Một vị Phật hay một vị A-la-hán lúc còn tại tiền thọ hưởng hữu dư Niết Bàn và không còn tạo nghiệp mới nữa. Nhưng những nhân lành hay dữ đã tạo trong vị giảng vẫn còn trụ quả tới lúc danh và sắc tan rã. Trong kinh Itivuttaka, Đức Phật dạy có hai hình thức chứng nghiệm Niết Bàn là chứng nghiệm Niết Bàn trong lúc còn mang thân và chứng nghiệm Niết Bàn lúc không còn thân. Này chư tỳ khưu, chứng nghiệm Niết Bàn trong lúc còn mang thân là gì? Là nơi đây, này chư tỳ khưu, một thầy tỳ khưu đắc quả A-la-hán đã tận diệt mọi ô nhiễm, đã sống đời sống thiêng liêng cao thượng, đã làm những việc cần phải làm, đã bỏ gánh nặng xuống, đã thành đạt mục tiêu, đã tận diệt mọi trói buộc của đời sống. Một thầy tỳ khưu hiểu biết chân chánh và đã được giải thoát, ngũ quan của thầy vẫn còn, và vì chưa xa lìa hẳn ngũ quan, thầy còn thọ hưởng những quả lành, dày gặt hái những quả dữ. Sự chấm dứt tham sân si của thầy tỳ khưu ấy gọi là chứng nghiệm Niết Bàn trong lúc còn mang thân ngũ uẩn. Này chư tỳ khưu,
chứng nghiệm niết bàn trong lúc không còn thân ngũ uẩn là gì? Nơi đây, này chư tỳ khưu, một thầy tỳ khưu đắc quả A-la-hán đã tận diệt mọi ô nhiễm, đã sống đời sống thiêng liêng cao thượng, đã làm những việc cần phải làm, đã bỏ gánh nặng xuống, đã thành đạt mục tiêu, đã tận diệt mọi trói buộc của đời sống. Một thầy tỳ khưu hiểu biết chân chánh và đã được giải thoát. Trong chính kiếp sống ấy, thầy không còn thích thú với những cảm giác của thân nữa. Thầy mát mẻ, đó là chứng nghiệm niết bàn trong lúc không còn thân ngũ uẩn. Hai trạng thái niết bàn này của người đã thấy, đã biết như vậy mà không luyến ái. Một trạng thái được chứng nghiệm trong chính kiếp sống này, lúc còn mang nền tảng vật chất, mặc dầu đã cắt đứt chuỗi dài của sự trở thành. Và một trạng thái không còn nền tảng trong tương lai, tất cả mọi trở thành đều rõ ràng đã chấm dứt. Những gì mà tâm đã giải thoát, đã hiểu biết, đã chứng nghiệm trạng thái bất tùy thế và cắt đứt dòng đời, những gì đã tiến đạt đến phần nòng cốt của giáo pháp, hoan hỷ chấm dứt, loại trừ mọi trạng thái trở thành.